Trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam chúng ta, Bác Hồ là kết tinh của những gì đẹp nhất, đặc biệt là tình yêu thương vô bờ bến và lòng nhân ái của Bác đối với mọi người dân ở Việt Nam. Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Em tên là Phạm Khánh Linh, cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho hơn 300 bạn đội viên của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn tham dự hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ. Vào Tết Nhâm Dần năm 1962, Bác Hồ đến phố Hàng Chính, Hà Nội để thăm gia đình nhà chị Chín. Thấy người lạ, mấy em quay lại nhìn đồng chí Soàn. Em lớn, cặp mắt như dò hỏi nhưng vẫn rất lễ phép. Cháu chào bác ạ. Cháu bé à, mẹ cháu đâu? Đồng chí Soàn vội hỏi. Dạ, bác hỏi gì cháu? Chị Chín từ trong bếp bước ra, vai quẩy đôi thừng. Có lẽ chị đi gánh nước để sớm mai khỏi bị giông. Chị à, chị ở nhà. Đồng chí Soàn vội nói. Chị Chín ngạc nhiên, quay lại nhìn lũ trẻ. Có lẽ chị tưởng như lũ trẻ nghịch dại nên cán bộ tới chăng? Chị à, nhà có khách đến thăm Tết đấy. Đồng chí Soàn vội nói thêm. Vừa lúc đó, Bác Hồ bước vào. Chị Chín sửng sốt, buông rơi đôi gánh khỏi vai. Mấy cái thùng sắt rơi xuống, kêu loảng xoảng. Lũ trẻ kêu lên, "A, à, Bác Hồ kìa!" Rồi chạy lại quanh bác. Lúc đó, bác mặc bộ quần áo kaki, chân đi dép cao su. Chị Chín như sửng sốt, chạy lại, ôm chầm lấy bác, rồi khóc nức nở. Đôi vai gầy sau tàn áo nâu bạc rung lên từng đợt. Bác Hồ nhẹ nhẹ vuốt tóc chị. Người đợi cho chị bớt xúc động, người an ủi. Năm mới đến, bác đến thăm mẹ con thím. Sao thím lại khóc nức nở thế này? Chị Chín không ngừng thổn thức. Chị nói, Dạ thưa bác, Có bao giờ bác lại đến thăm nhà chúng con thế này mà bây giờ người lại ở trong nhà chúng con. Con cảm động quá, con xúc động quá, thành ra con khóc ạ. Bác Hồ nhìn chị Chín và các cháu một cách trìu mến, rồi người ân cần nói. Bác không đến thăm những người như mẹ con thím thì con đến thăm ai? Bác Hồ xoa đầu các cháu rồi cho các cháu kẹo. Bác hỏi chị Chín, thế thím hiện nay làm gì? Dạ thưa bác, cháu làm khu hân bác ở Văn Điển ạ. Như vậy là làm công nhân chứ, sao lại gọi là phu? Dạ thưa bác, cháu chóc cái miệng như trước kia ạ. Thế thím vẫn chưa có công việc ổn định à? Dạ thưa bác, thú thực với bác chứ, cháu năm nay đã ngoài 30 tuổi mất rồi, nên tìm được công việc ổn định cũng khó lắm ạ. Rồi bác quay ra nhìn Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Rồi bác lại hỏi, thế thím có bị đói không? Dạ thưa bác, hồi Tây còn ở đây, dẫu có cả bố cháu thì gia đình chúng cháu vẫn bị đói bác ạ. Bây giờ bố cháu mất rồi, nên đói không ngại, rét không lo, song việc chi tiêu vẫn còn chắt chiu lắm ạ. Rồi bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi, thế cháu có được đi học không? Dạ thưa bác, năm nay cháu học lớp 4 ạ. Cháu nó vất vả lắm bác ạ. Buổi sáng thì phải đi học, buổi chiều về thì phải trông em, hoặc đi bán lạc, hoặc bán kem để đỡ đần cháu bác ạ. Cháu thứ ba thì học lớp 2, còn cháu thứ hai thì năm nay học lớp 3. Dạ, vợ chồng cháu từ trước đến nay tuy đã vốn rất dốt nát,
nhưng cháu vẫn cố cho các cháu đi học đầy đủ. Bác Hồ tỏ ý bằng lòng, người ân cần dặn dò mẹ con chị Chín việc làm ăn và việc học tập. Lúc này, nhân dân trong ngõ đã quây quần trước sân nhà chị Chín. Bác Hồ bước ra, chào hỏi và chúc Tết bà con. Chị Chín cùng bà con tiễn bác ra xe. Các cháu và chị Chín vẫy tay chào bác. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Chị Chín lúc này vẫn rất hoang mang, không biết việc bác đến thăm Tết nhà chị là thật hay mơ. Lúc trên xe, khuôn mặt bác vẫn còn đượm buồn. Đồng chí Soàn khẽ trình bày với bác. Dạ thưa bác, năm nay Thành ủy Hà Nội đã đề ra 10 vạn đồng để trợ cấp cho những gia đình còn túng thiếu ạ. Bác biết, nhưng muốn làm cho người dân vui Tết thì chúng ta phải cho họ công việc ổn định đã. Nhất là chúng ta phải chú ý vào những hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện bác Hồ đến thăm người nghèo nửa thế kỷ trước đã khép lại và càng bừng sáng lên tình thương bao la của bác đối với người nghèo. Liên đội trường trung học cơ sở Xuân Sơn chúng em luôn luôn thấm nhuần lời dạy của bác. Và như bác từng nói, mỗi người, mỗi gia đình đều có những nỗi đau khổ riêng. Gộp lại tất cả những nỗi đau khổ đó lại trở thành nỗi đau của tôi. Trong đợt chống dịch Covid-19 vừa qua, trường chúng em đã tiếp tục các chuỗi hoạt động như quyên góp những phần quà cho những gia đình còn khó khăn và tổ chức tặng quà cho những chốt kiểm dịch ở địa phương để góp phần chung tay chống dịch cho nhà nước. Và chúng em cũng đã dành những phần quà ăn sáng để mua hộp bút, sách vở và những tấm áo mùa đông dành cho các bạn học sinh nghèo. Và trường chúng em cũng được các thầy cô tổ chức những lễ như nuôi lợn nhân đạo hoặc thắp sáng ước mơ để góp phần làm cho những bạn học sinh nghèo không bị tự ti khi đến trường và luôn luôn vui vẻ. Câu chuyện bác Hồ đến thăm người nghèo của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe phần trình bày của em. Em xin cảm ơn.